Thưa quý vị và các bạn, cá koi được xem là quốc ngư của đất nước Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, giá bán một chú cá koi Nhật Bản có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Chính nhờ vào mô hình nuôi cá koi Nhật Bản này mà một thanh niên trẻ tuổi tại xã Tân Trào, Kiến Thủy, Hải Phòng có thể thu về số lãi cả tỷ đồng mỗi năm. Mời quý vị cùng ghé thăm mô hình đặc biệt này ngay sau đây để người xem nông dân này đang nuôi dưỡng quốc ngư của Nhật Bản như thế nào. Khác với phương pháp nuôi đại trà của nhiều mô hình nuôi cá chép koi, cá tại nông trại của anh Quân sẽ được lọc lựa qua nhiều lần ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Theo đó, chỉ có những con cá đạt tiêu chuẩn về màu sắc, kích thước, trọng lượng mới được giữ lại để tiếp tục nuôi. Thì lần một là lúc mà khi mà con cá được 1 tháng tuổi, mình đã lọc lần một để chọn những con cá có chất lượng và có tương lai. Sau khi mà nuôi được tầm 3 đến 4 tháng, mình sẽ tiếp tục lọc lần thứ hai để được những con hoàn hảo. Những con xấu thì sẽ được thả ra ngoài tự nhiên. Thì những con cá đẹp sẽ được mình bắt đầu nuôi dưỡng và chăm sóc kỹ hơn, nó sẽ lên body và màu sắc tốt hơn. Những con cá koi thuần chủng Nhật Bản trưởng thành có kích thước lớn nhất, màu sắc đẹp nhất sẽ được anh Quân đưa vào tiểu cảnh trưng bày nhằm thu hút khách hàng. Theo anh, cá koi biểu hiện cho tính kiên nhẫn và thành công. Loài cá này được du nhập vào nước ta từ lâu, tuy nhiên chỉ mới được biết đến rộng rãi khoảng 10 năm trở lại đây. Bây giờ, xã hội Việt Nam mình phát triển rất là mạnh, kinh tế cũng đi lên. Và bên cạnh đó thì cái món ăn tinh thần là cái món ăn không thể thiếu đối với những người đã có thu nhập khá giả rồi. Và cái cá koi này nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn lao khi mà sau những ngày làm việc vất vả, được chăm sóc những con cá, được cho ăn trên tay thì đó là một cái việc mà xả stress rất là tốt đối với con người. Hiện anh Quân đang thả nuôi cá koi trong 13 ao đất, tổng diện tích 4 hectare với 3 chủng loại. Cá koi nhập trực tiếp từ Nhật, cá koi F1 Nhật Bản và cá koi Việt Nam. Từ mô hình của mình, mỗi năm anh Quân xuất bán ra thị trường từ Bắc vào Nam hàng chục tấn cá koi các loại. Sau khi trừ chi phí, anh có thể thu lãi cả tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh này lấy mẫu bệnh phẩm làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 43 công nhân của khu công nghiệp Minh Hưng 3 nhập viện. Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn trưa 24 tháng 7 đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hàng chục công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì cao cấp SNK Vina, địa chỉ đường D4 khu công nghiệp Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bất ngờ có biểu hiện ngộ độc như đau đầu, buồn nôn, ói mửa, đi ngoài. Ngay sau đó, các công nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành. Theo trình bày của một số công nhân, trong bữa ăn trưa có các món cốt lết rame, rau cải luộc, rau khổ qua nhồi thịt, cơm trắng, sữa chua nha đam và thịt bò xào. Sau khi ăn xong, các công nhân đều cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, một số công nhân có biểu hiện chóng mặt, đau bụng dữ dội, thậm chí một số khác ngất xỉu. Được biết, đơn vị cung cấp thức ăn cho gần 1.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì cao cấp SNK Vina là công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng An Thành thuộc phường Tân Hiệp Đông, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các công nhân ăn trưa ở đây được phục vụ 2 ca, ca 1 có 330 suất ăn, ca 2 có 525 suất ăn. Theo xác định ban đầu, 43 công nhân ngộ độc đều là những công nhân ăn K2. Thưa quý vị, 236 triệu đồng là mức xử phạt hành chính được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đưa ra với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Lập Phát ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn về các hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất sản phẩm có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng để sản xuất nước yến. Trước đó, ngày 28 tháng 5, Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường, Công an huyện Tây Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất nhà xưởng sản xuất nước yến của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Lập Phát và phát hiện số lượng lớn sản phẩm nước yến không đảm bảo chất lượng cùng nguyên liệu pha chế. Ngoài nộp phạt số tiền 236 triệu đồng, công ty này cũng sẽ phải buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, gồm gần 6.000 hũ yến nhãn hiệu Coconest, các loại và nguyên liệu sản xuất nước yến không rõ nguồn gốc xuất xứ.